bốn năm phẩm chân thiện hữu lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát khi mới bắt đầu sự nghiệp nên học bát nhã ba la mật đa như thế nào nên học tịnh lự ba la mật đa như thế nào nên học tinh tấn ba la mật đa như thế nào nên học an nhẫn ba la mật đa như thế nào nên học tịnh giới ba la mật đa như thế nào nên học bố thí ba la mật đa như thế nào Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát mới bắt đầu sự nghiệp, nếu muốn tu học Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố thí Ba La Mật Đa thì trước hết phải gần gũi, cung kính cúng dường chân thiện tri thức có khả năng giỏi nói Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố thí Ba La Mật Đa, nghĩa là khi nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nói như thế này Thiện Nam tử hãy đến đây khi ngươi bố thí thì nên nghĩ thế này việc tu bố thí này ban pháp cho tất cả hữu tình cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột khi ngươi chỉ giới nên nghĩ thế này việc tu tịnh giới này ban khắp cho tất cả hữu tình cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột khi ngươi tu nhẫn thì nên nghĩ thế này việc tu nhẫn này ban khắp cho tất cả hữu tình cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột khi ngươi tinh tấn nên nghĩ thế này việc tu tinh tấn này ban khắp cho tất cả hữu tình cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột khi ngươi tu định nên nghĩ thế này, việc tu tịnh lự này ban khắp cho tất cả hữu tình cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ngươi tu tọa nên nghĩ thế này, việc tu bát nhã này ban khắp cho tất cả hữu tình cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào sắc để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào thọ tưởng hành thức để thổ đắc quả vị giác ngộ cao tột, vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ sắc thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thọ tưởng hành thức mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào nhãn xứ để thổ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào nhĩ tí thiệt thân ý xứ để thổ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ nhãn xứ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào sắc xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thanh hương vị xúc pháp xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ sắc xứ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thanh hương vị xúc pháp xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào nhãn giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng cao thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? vì nếu chẳng chấp thủ nhãn giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào nhĩ giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ nhĩ giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào tĩ giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc Cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra để thổ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tĩ giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào thiệt giới để thổ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ thiệt giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào thân giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ thân giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào ý giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ ý giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.